khi mà anh nhắc đến các kịch bản của thị trường đúng không ạ, thì thời gian vừa qua thì công ty chứng khoán Tiên Phong TPS cũng đã đưa ra ba kịch bản của xu hướng VN Index cũng như là thị trường. Ngay sau đây đó là ba kịch bản mà công ty chứng khoán này đã đưa ra. Với kịch bản cơ sở thì VN Index sẽ chững lại đà tăng, chuyển sang biến động sideways trong vùng từ 1.200 đến 1.240 điểm. Kịch bản tích cực đó là VN Index nối dài sóng 3 tăng với mục tiêu vùng đỉnh 52 tuần đó là quanh mức 1.300 điểm. Và kịch bản tiêu cực đó là VN Index có thể có khả năng điều chỉnh về quanh mức hỗ trợ là 1.150 điểm. Theo quan điểm của tôi thì thị trường ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư nên quan sát một cái mốc là quanh cái vùng 1.235 đến 1.240 điểm. Đây có thể gọi là cái vùng đỉnh cũ, đỉnh gần nhất. Thì tại cái vùng này thì chúng ta đã thấy, có thể thấy là cái áp lực bán đã xuất hiện trong tuần trước, thì có thể gọi đó là một cái phiên phân phối vì khối lượng phiên giao dịch đó cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì với cái sự vận động của dòng tiền quay trở lại vào nhóm bất động sản và nhóm ngân hàng thì chúng ta có thể thấy thị trường đã phần nào đó đang cố gắng có những nỗ lực phủ nhận những cái phiên giảm điểm lên tới 10 điểm trong tuần trước. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn nhà đầu tư trong tuần này giữ cho mình một tâm thế cẩn trọng một chút và sẽ hướng nhiều hơn đến câu chuyện quản trị rủi ro khi mà đã có nhiều cái nhóm cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu nhóm bất động sản đã có một cái pha chạy phải gọi là cực kỳ ngoạn mục. Thì với những cổ phiếu chạy ngoạn mục như thế này thì tôi kỳ vọng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh có thể là một cái nhịp điều chỉnh mang ý nghĩa là tích cực để thu hút dòng tiền mới có thể nhập cuộc đối với cái nhóm ngành này. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta quan sát cái vùng 1.235 đến 1.240 điểm. Nếu như áp lực bán diễn ra tại đây thì tôi đang kỳ vọng thị trường sẽ nhúng về dưới cái vùng 1.200. Tại vì trong tuần trước chúng ta đã thấy là thị trường đã quay trở lại test quanh cái vùng 1.210 đến 1.215. Và nếu như có một nhịp điều chỉnh nữa thì khả năng là thị trường sẽ phải cho ra những cái vùng chiết khấu sâu hơn một chút, có thể là 1.190 điểm để có thể kích thích dòng tiền quay trở lại với thị trường. Thì kịch bản này có thể là thị trường sẽ, nếu cái lực cầu tham gia tại vùng 1.190 điểm này mà tốt, thị trường hoàn toàn có thể quay trở lại tăng tiếp. Thì theo quan điểm của tôi định giá là thị trường ở thời điểm hiện tại nó cũng bắt đầu chơi với rồi. Khi mà chúng ta nhìn vào các cái kết quả báo cáo, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nó đang không thật sự quá là khả quan so với cái thời điểm vùng đỉnh của thị trường. Đó, thì tôi thấy là PE phần nào đó nó cũng đang hơi cao. Tất nhiên là sẽ có sự điều chỉnh về PE nếu như mà cái báo cáo tài chính cũng như là các cái chỉ số tài chính của nền kinh tế được cải thiện về cuối năm. Vậy nên là tôi đang muốn là thị trường sẽ có những cái pha điều chỉnh tích cực để thu hút dòng tiền để chúng ta có thể đi lên vững vàng hơn. Tất nhiên là với một cái PE cao như thời điểm hiện tại thì việc thu hút dòng tiền mới sẽ khá là khó. Dòng tiền ở phía bên ngoài vẫn còn. Vì vậy đấy, không phải là điều chỉnh là xấu, điều chỉnh là để kích thích dòng tiền, nó là cơ hội để cho những người nhà đầu tư đang cầm tiền tham gia, đúng không ạ? Đối với những nhà đầu tư cầm tiền thì họ luôn luôn muốn thị trường điều chỉnh để họ tham gia, còn đối với những nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu sẽ luôn luôn muốn thị trường tiếp tục tăng để chúng ta có lợi nhuận cao hơn, để có thể chốt lãi tốt hơn. Đó, thế vậy nên là kịch bản nào tiêu cực thì tôi cũng không đánh giá kịch bản nào là tiêu cực cả. Tuy nhiên thì tôi muốn thị trường đi lên bền vững hơn, vì vậy tôi sẽ muốn những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn nó diễn ra để kích thích dòng tiền nhanh hơn. Còn nếu như mà thị trường kéo thấp lên thì những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ phải căng thẳng hơn ạ. Đấy là theo con đường của tôi. Vâng ạ. Các anh đều đưa ra những cái vùng điểm mà thị trường có thể là điều chỉnh đúng không ạ? Quanh 1.130, 1.150 hoặc là 1.180 điểm đúng không ạ? Vậy thì ở trong cái kịch bản đó, khi mà thị trường điều chỉnh như vậy thì những nhóm ngành nào sẽ điều chỉnh nhiều nhất ạ? Và khi đó thì liệu dòng tiền có chảy vào những cái nhóm ngành điều chỉnh đó hay không ạ? Anh Dương ạ, anh có dự đoán như thế nào ạ? Ví dụ như là nhóm ngân hàng hay là nhóm bất động sản ạ? Theo quan điểm của tôi, nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản sẽ là những cái nhóm điều chỉnh, có thể là điều chỉnh sốc. Ngân hàng thì điều chỉnh không sốc, bất động sản điều chỉnh sốc nhưng mà tăng lại sẽ rất nhanh. Tại vì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền vẫn đang tích cực tìm đến cái nhóm ngân hàng rất là nhiều. Còn nhóm ngân hàng thời điểm hiện tại thì đang đóng vai trò làm trụ đỡ chung của thị trường. Và trong cái nhịp này, kể cả thị trường có điều chỉnh hay thị trường tăng tiếp thì tôi vẫn thấy cái sự xuất hiện của nhóm ngân hàng. Nếu như thị trường điều chỉnh thì nhóm ngân hàng sẽ đóng vai trò làm trụ đỡ của thị trường, kéo xả những cái cổ phiếu midcap và penny để thị trường tránh được những cái cú rơi thấp. Còn nếu như mà thị trường muốn kéo vượt lên những cái vùng điểm cao hơn thì chắc chắn cũng sẽ phải có cái sự đóng góp của nhóm ngân hàng, vì đây là nhóm cổ phiếu có cái vốn hóa lớn, đóng góp rất là nhiều vào cái chỉ số chung của thị trường. Vì vậy trong cả hai kịch bản điều chỉnh lẫn thị trường kéo tăng thì tôi đều thấy sự xuất hiện của nhóm ngân hàng. Vì vậy nhà đầu tư có thể để ý cái nhóm ngân hàng trong khoảng thời gian tới. Còn với những cái nhóm ngành mà điều chỉnh sâu thì tôi lại thấy khả năng cái nhóm mà chứng khoán, nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm có cái mức điều chỉnh sâu, khi mà tôi thấy rằng dòng chứng khoán này đã có một nhịp tăng rất là mạnh, tăng rất rất mạnh, có những cổ phiếu tăng hơn 200% rồi. Vậy nên là những cái nhịp điều chỉnh sẽ có những cái nhịp điều chỉnh có thể gọi là, theo quan điểm của tôi là gắt hơn đối với những cái nhóm ngành khác. Hoặc thậm chí là những cái cổ phiếu liên quan đến xây dựng đầu tư công. Tất nhiên cái nhóm chứng khoán và xây dựng đầu tư công về cuối năm vẫn còn rất là nhiều dư địa.
khi mà cả hai nhóm đều được ủng hộ bởi những cái yếu tố về chính sách, yếu tố về vĩ mô. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì nhiều điều chỉnh là cần thiết để kích thích dòng tiền mới tham gia vào những cổ phiếu nhóm này.